Tiếp theo là chùm thông tin về an ninh trật tự. Khoảng 17 giờ ngày 27 tháng 1 năm 2022, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo chị Trần Thị Lụa, sinh năm 1976, trú tại xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định tử vong tại phòng trọ khu phố An Bình, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Sau 15 giờ xác minh, Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ đối tượng Vũ Văn Tuất, sinh năm 1994, trú tại xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, khi đang lẩn trốn tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Quá trình điều tra xác định, chị Lụa là người khuyết tật, sống độc thân, làm nghề bán hàng nước tại khu vực phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Vào tối 24 tháng 1, Tuất đến phòng trọ của chị Lụa chơi và ngủ lại. Khoảng 4 giờ ngày 5 tháng 1 năm 2022, khi chị Lụa đang ngủ, Tuất đã dùng tay bóc cổ. Sau đó, lấy một số đồ dùng và bỏ trốn. Được biết, Tuất từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.